hôm nay. Không thích anh thêm được tùy. 57C thoải mái. Chúng ta đến với trận đấu này. Seng. Ôi trời ơi, tôi đã bảo rồi. Tôi bảo rồi, đít chiến thuật đấy anh em, cứ ngồi chửi thôi. Vâng, đít chiến thuật đây bên bạn, tư quy chế em được chưa? Vâng, cho Son Greg IA per. Vâng, nhưng mà cũng không sâu lắm. Bên bạn có IA và có per. Bên này có Seng của game thủ chim sẻ. Chip Boy là người cầm Summer. Trương là người cầm Summer nữa và U98 cầm IA. Như vậy quân đánh giá đẹp hơn hẳn. Tôi đã bảo anh em rồi, phòng quả đôi lên cho nó mát. Ok. Không. Không được. Tí nữa có phải, có lẽ lại phải là một S nữa thôi. Mặc dù đây là một chiếc BG tư mắc bình rồi. Giá như cái mỏ quà kia nó xích lại khoảng tầm nửa cái bóng nhảy nữa thì là ngon hơn. Quay em đi, quay ai. Sẻ đang rất sướng với một bài quả đôi của mình. Có lẽ là lâu lắm rồi ông thần lại mới có một bài quả đôi. Vâng, theo thông tin báo về thì ngày hôm nay cửa hàng chúng ta sẽ đánh 4C. Vâng, nói chung là các cầu thủ thích đánh mấy C đánh thôi, chứ đối với tôi thì... Vâng, tôi thì 5C tôi cũng đánh được. À, xin lỗi bạn, 5C tôi cũng bình luận được thoải mái. 5-7C là một chuyện bình thường. Ngày xưa thì có một cái thời gian mà tôi bình luận, tối nào cũng đi bình luận kèo. Từ... 6 giờ tối đến 2-3 giờ sáng. Bình thường, có cái gì đâu. Này lô gì vâng, tất nhiên là có lô 91, anh em có đánh lô 91 thì không mở, có cửa trượt được hay chưa. Còn đây là pha đóng S của chim sẻ. Một chiếc S hơi sâu nhưng dù sao cũng là một chiếc S nhân đôi. Được. Chấp bôi. Chấp bôi cầm sum. Trận này khả năng chiếc bò sẽ đánh cung. Khi mà thế nhà, chiếc boy là thế rất nhiều rừng. Cánh của chiếc boy và Trương là hai summer. Như vậy sẽ một người anh cùng, một người anh chém. À, màn hình máy của Trương. Vâng, Trương là người cầm summer trận này. Trương thấy bảo báo về là bài đánh gì cũng được. Thôi em anh chém đi Trương ơi. Bài trồng Trương đánh chém đi em. Những cái bài mà không sợ tường đối với tôi là bài xấu. Kể cả nó có nhiều đồ ăn đến mấy vẫn là bài xấu. Nên là Trương sẽ đánh chém trận này. U98 cầm ý à. Ý à đánh cái gì. Ý à đánh chém rồi, như vậy sẽ đánh cung. Bằng hai người ở đầu cánh đánh cung, còn hai người trong cánh đánh chém. Cùng xem bài của U98 trận này. Rất đẹp. Bắt đầu cắt dần đi rừng lờ rồi. Đã đời ở 7 phút 1x. Bài 3 voi và một đàn hiêu. Khá mắc dành cho U98. Vâng. Một tên mất khá gỗ. Thiếu gỗ đi em ơi. Tăng thêm 1-2 con làm gỗ đi. Vâng, tiếp tục thôi. Thôi. Rồi mày quá thôi, con ấy đi đằng sau. Mày vãi trưởng luôn. Vâng, hai dân cắn một, hai sư tử cắn một dân. Ơi là gặp kìa, sư tử kìa. Trời ơi, ba sư tử cắn một dân. Tôi cũng đến khô lời với ông U98. Ăn cái gì mà đen thế hả ông ơi. Ông một tên cũng không để ý đến U98. Tên đấy mà để ý thì con sư tử nó cũng khô như con chó. Vâng, dân nhiều máu không cắn, nhất quyết phải cắn dần ít máu. Ê mình tài chứ. Vâng, bài từ 9x chuyển sang 94x. Đèn. Vâng, 945. Đây là rất sớm, mà một cánh bên kia cũng là người đi dừng lờ. Nhưng vàng đấu
giáp cho con ngựa giò trước. Vâng, ở dưới dốc thôi. Đây rồi, gặp mồ 4. Mồ 4 rất gần nhà của game thủ chim sẻ Persian Nian. Như vậy cái bên này là 4 và Per. À xin các bạn, mồ 4 và mồ 1. Mồ 1 giấc lò treo cánh. L2. Cái này lên bánh xe sớm em nhá. Màu vàng không bò được, lên bánh xe sớm mà. Vâng, U18 trọng giò khá khó chịu. Rồi, làm hai dân của Per. Nhưng Per đã bỏ xong chỗ nông dân này. Trong cánh là M1. M1 kìa, màu vàng kìa. Màu vàng kìa em, trời ơi. Màu vàng của M1. M1 là người cầm IA. Không, M1 là người cầm cho son thì phải. Còn cho son thôi, đây rồi. Yugi, Yugi, Yugi. Rồi, đúng rồi, anh Yugi biết chơi đấy. Anh Yugi biết chơi đấy, đúng rồi. Yugi từ này sẽ khả năng đi về với bản. Xong, đơn giản đi đàn rổ. Xe đầu tiên khả năng kết thúc, xe đầu thứ ba kết thúc khá chóng vánh đây. U98 đang có trận chém tứ đột biến rồi. Tiếp tục là Điền Hoàng, bây giờ đi mỏ vàng và thậm chí là có thêm cả cung tê ở trong tờ này. Thêm một e nữa. Nhưng chip boy đang chửi. Biết chip boy bị lọt nhà không? Đây là chip boy tham 28. Bị lọt một tờ. Vâng, nhà chip boy khá đẹp để lọt tờ này, hơi phi. Nhà chính. Chim sẻ đánh cùng 43/56. Tạm ổn. Còn đây là U98 đang chém sang nhà thứ hai, nhà của Per. Và U98 còn công tê bằng một trận cân 2 đến U98. Sẻ có lẽ không cần phải đẩy quân. Nó ăn lại một quả cái kìa em ơi. Mà U98 đang cực khỏe trong trận đấu này. Thằng này vẫn 31 dành cho U98. Một bài mùa 1 có thể gọi là không thi đấu. U98 muốn chém sang thứ 3, sẻ dọn xác anh nhá. Sẻ trên này sẽ đóng vai là kền kền chuyên ăn xác thối. Nhưng mà hai nhà bên phía kia đã chết. Chém sang nhà thứ 3. Và đây là nhà của ai, chúng ta cùng chờ đợi xem. Highlight của U98 chẳng. Vâng, hơi xa. Đây rồi. Như vậy là ông mùa 2 đúng nào. Vâng, mùa 2 đánh y thủ. Y thủ đến từ mùa 2 ở trong góc. Vâng, 3 giờ. Y thủ mùa 2 nhá. Thế quay trở lại đánh đầu cánh của chip boy đi. Đầu cánh chip boy khỏe không? Đây rồi. U98 sẽ chém nhà mùa 3 và tí nữa sẽ gom cùng đẩy nhà kia là xong. Ông ta đến với chim sẻ thôi. Cánh bên này sẽ đánh cả 4 nhà. Chim sẻ U98 sẽ đánh cả 4 nhà trong trận này. Chim sẻ tham lai đã là 73 ở thời điểm phút thứ 19. Tham lai bằng đè rất mạnh dành cho Game TV. Và sẻ đang như một cái loa. Sẻ đẩy hai kích tròn sang nhà game thủ cầm Greg Hoàng Công Nghiệp. Thì không biết thằng Hoàng Công Nghiệp trận này lấy cái gì để đỡ chim sẻ đây. Đang vẩy e đến từ chim sẻ. Đây rồi. Này thì đứng y thủ với cả chúng tôi này. Vâng, y dường như là chưa có chiêng đồng. Thế cũng là sẻ bắn rất đau với những con y.
Vâng, nhà chủ đã có rồi. Vâng, trường đồng có rồi. Có một cái công, có một cái giáp nhưng mà hơi khó giành họa. Không, đồng đấy nhá. Nhưng mà đây chỉ là Ygritte thôi. Mặc dù nó không yếu nhưng mà chắc sẽ bị rỉa hết ngay sau đây khi mà sẽ có tới một kích R tròn. Vâng, bắn rất đau. Vâng, cung R sen mà bắn như kiểu cung R của Egypt. À, xin lỗi, cung R của Hitty. Bắt đầu bắn E để lao vào trong nhà của đối phương. Hoàng công nghiệp muốn bắt tơ này nhưng ai bắt ai mới là vấn đề. Vâng, xẻ ra ngoài và bắn luôn cho nó mát. Rất khó cho Hoàng công nghiệp. Xẻ quá chắc cốp, bị quấy mỏ gỗ như không sao. Cung R thủ là quá nhiều so với quy định. Tiếp tục đục rẽ hàng hè này. Hoàng nghiệp từ nãy giờ mất khá nhiều y rồi. Ba lớp cũng bắn. Vẫn xẻ ít vàng đi đồng đội. Màu 5 U98. Không, đây là Trương. Trương Tài còn 16 thôi. U98 vâng đã lọt vào bên trong. Và xong, tôi đã nói rồi, trận này thì vâng cánh bên này là đánh 4 nhà. Cánh bên kia thì không biết đánh nhà nào. Tỷ số là 3-1 trong siêu thứ 3 dành cho GTV và 2-1 VC. Đang chờ đợi để xem có siêu thứ 4 hay không. Đi đâu?